Xin chào cả nhà, mình đã đến nông cơ Trong Sang, cửa hàng tại thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Thì trước màn hình cả nhà đây là một phần các bộ phận lốc máy cũng như là dàn áo của em Xtin 036 bản W. Em sẽ giới thiệu cho nhà ngày hôm nay. Đó. Đây, đầu tiên là thông số trên này nha cả nhà. Đó, Xtin 036W nè, sản xuất 2001, 61.5 cm nha cả nhà. Và con này thì nó nặng 5,4 kg. Và em xin bổ sung thêm cho cả nhà, đó là bích tông con này là 48 ly. 48 ly. Đó. Và đây là phần lốc. Cái bộ phận này thì em sẽ quay gáp bộ phận nào thì em sẽ nói bộ phận đó cho cả nhà nha. Đó. Bây giờ thì đây là phần lốc máy nè. Đó. Bản này bản W nha cả nhà, là nó có sưởi ấm tay cầm, cũng như là thằng này nó có gì ta, gọi ta sưởi ấm chế luôn nha. Đó. Nó xài đồng tiền nè. Máy móc thì riêng nguyên bản cho cả nhà. Và đây là bộ hơi nha. Đó. Hơi dăng ngang nha cả nhà. Đó, hơi dăng ngang nha. Đó, đã chưa? Chẳng. Đó. Mấy cái này thì nó dính nhựa của cây gì hết nha, rửa không ra luôn, khiếp thiệt, nhưng mà máy đẹp ha. Đó. Cơ bản nó cưa gì không biết nữa. Đó, nó có sợ áp nè. Có sợ áp ha. Sưởi ấm tay cầm. Rồi bây giờ em sẽ gắp một phần chụp giật vô cho cả nhà xem nha. Đây, bộ phận đầu tiên đây là phần mặt giật của em Xtin này nha cả nhà. Đó, mặt giật rất là đẹp ha. Đây, Xtin gặp mình sẽ đóng chỗ này nha. Đó, dây tay nắm thì tay nắm trợ lực ha. Đó, Xtin bên này nó cũng đóng ở đây. Không biết nhà thấy không, đây Xtin ha. Chồng giật thì đóng Xtin. Đó, đây. Nằm nguyên vậy cái này ha. Rồi, bây giờ sẽ ráp nó vô nha cả nhà. Tiếp theo đây là cái phần bô ha. Đây là bô rin của cái máy. Đó. Đây Xtin nó sẽ đóng đây ha. Đó. Bô thì dành thức cái bô thì còn rất là đẹp, cả nhà có thể thấy qua video. Đó ha. Rồi bây giờ sẽ gắp nó vô nha. Tiếp theo đây là bộ phận ốp lam nha cả nhà. Đó, nè, cả nhà thấy nó xài đồng tiền ha. Đó. Đây là ốp lam rin theo máy. Đó. Máy móc thì bên em xin nhắc lại cho cả nhà là bên cửa hàng bán máy là rin nguyên bản ha. Video thực tế. Đây, rin ha. Đó. Xtin nè. Đó, đẹp chưa? Đó, để vô. Giờ tiếp theo đây là bộ phận áo máy nha cả nhà. Chưa? Áo green nha cả nhà. Ở đây Xtin này nè. Lại lấy nét cho nhà dễ thấy. Ở đây Xtin ha. Đó. Rồi, bây giờ sẽ gắp nó vô. Con này thì cảnh sát nó còn đầy đủ nha cả nhà. Rồi, ok. Và bộ phận tiếp theo cho cả nhà mình xem, đó là bộ phận bình xăng con. Thì em sẽ xin đối thêm đôi chút. Đây là bình xăng con của thằng Yamaha. Đây lấy nét đây, Yamaha ha. Xtin thì đóng với đít đây. Xtin nè. Đó, rồi nó thêm cái chữ Adjust Season gì nữa nè ha. Thì cả nhà có thể thêm ha. Đó, em thì không giỏi tiếng Anh cho lắm. Đây, đó Xtin nè. Đó, đóng thêm chữ gì nè. Đó. Thì thằng này nó có một cái là nó sưởi bình xăng con. Nó sưởi giống như kiểu những con máy xe, ba máy bốn máy nha, nó sưởi ấm bình xăng con này ha. Đó, máy này nó hoạt động theo cái thời tiết đó là khắc nghiệt, lạnh đó nha, lạnh đóng băng á. Đó, bởi vì nó có xài cái này ha.
về mình thì mình gạt công tắc xuống là mình không xài tới nó nữa ha, không có tác dụng, nói chung là dư thừa đó. Rồi bây giờ sẽ gắp nó vô nha cả nhà. Con nghe nha, tiếp theo đây là phần lọc gió. Đó, lọc gió của con máy này ha, lọc gió zin nha cả nhà. Đó, đây lọc gió zin thì nó sẽ đóng ít tin, chỗ này cũng có nè, đây ha, chỗ này cũng có dấu hiệu ít tin nè. Đó, mắc dễ ra ha cả nhà, dễ ra. Đó, đây ít tin nè, ít tin đóng dưới này ha nha. Đó, thấy ha, đây bên này nó cũng đóng đó nè, chỗ này gì lệnh vô ha. Đó, rồi nhận vô. Và đây là cái bue ít tin, nó sẽ đóng đủ thứ chỗ đây nó ít tin nè, dài trên ha cả nhà. Đó, áo thì bộ áo đẹp nha cả nhà. Đó, bây giờ thì để vô thôi. Đó, dặn một này. Đó, để vô. Bây giờ sẽ quay cái máy một vòng và cho cả nhà nghe tiếng máy nổ nha. Đây là em Ittin 036 đã được gắp làm xích hoàn thành rồi nha cả nhà. Đó, thì cả nhà có thể chiêm ngưỡng được cái máy. Đó, đẹp chưa? À dạ, dừng lại chút xíu. Em sẽ xin nói về thêm một chút xíu về bộ phận làm xích con này. Thì riêng nguyên bản nó bên Nhật họ xài xích 325 nha cả nhà. Đó. Đờ, xích làm xích riêng nguyên bản theo máy làm Latin ha. Đây, Latin làm trượt đó. Đó. Nguyên bản nó là nó xài xích 325. Đó. Máy thì đẹp ha cả nhà. Đó, đây hình con máy. Đó. Rồi, bây giờ không đợi cả nhà, không để cả nhà đợi lâu nữa. Bây giờ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ nha. Xả áp ha, con này mình phải xả áp mới được nha. Tại vì bít tông nó lớn, tới 48 ly lận. Đó, giật lên. Lam thì cây lam chiều dài đó là 5 tấc rưỡi nha cả nhà. Là xích 325. Đề tu cao là nó khác liền đó nha. Từ 8.9. Quá nha. Đây đắng xích nha. Đắng xích đó nè. Mở xích nè. Tắt đây nha cả nhà. Đó, bây giờ giật không xa áp nè. Đó, phải kiềm máy là chặt ha. Đó, hơi nè. Đó, ha. Rồi, công tắc bật lên. Và khách hàng nào muốn sở hữu em này thì cứ liên hệ bên cửa hàng nha. Số điện thoại bên góc tay phải cả nhà, số đó có Zalo ha. Ittin 036 Watt. Đó, bản sửa ấm tay cầm đời mới 2001. Đó, và con này nó có một lỗi nhỏ chút xíu với nha. Đó là phần bên này nè. Phần mặt này nè, nó chỗ em che đây. Phần này em có sơn lại nha cả nhà. Đó, có dặm thêm nha. Đó, nước sơn nó còn dặm phun sơn mới vô. Đó. Bên cửa hàng thì bán đồ đạc đâu đó rõ ràng ha, có sao nói vậy. Còn máy móc thì riêng nguyên bản, đồ đạc. Rồi. Clip đến đây đã kết thúc và xin chào cả nhà và hẹn nhà clip lần sau.